thiệt nha. Mà giảm quần áo mình sọt mua rộng cái ôi nó đầm. Đặt mấy cái áo thun nữa nha. À, chuồng. Mấy cái áo túi nữa nha. Mấy họ giảm đồ mùa hè đó nha. Cái đồng 12 đồng cái, mấy đồng 99. Nón 5 đồng cái. Cái này thì 10 đồng. Cái nón rộng dành này thì 10 đồng cái. Đầm ở nhà 10 đồng cái. Cho đồ mùa hè mình đi dài dép 15 đồng đôi 4 màu. Còn này cũng quần. Quần này đủ, đủ màu, đủ bông hết nha. Kèm theo áo này. Áo đầm cũng vậy nữa đấy. Đồ đúng đi biển luôn. Đồ đúng đồ đi biển luôn nha. Này áo dây này. Quần dài trong. Đừng sọt. Đây nhà họ bán quần áo mùa hè. Cái áo màu xanh ở dưới nha. Này sao động cái. Đây, cái này cũng quần nha cả nhà đó. 11 đồng 99 cái. Đây, áo màu nào quần màu đó. Họ bán bộ quá nha. Đây cũng vậy nữa nè. Áo màu nào quần màu đó. Áo này 10 đồng cái. À, cái quần này đẹp quá ha. Đây áo. Cái váy đẹp quá. Nguyên 1 đồng 99 cái. Đây nha. Mùa hè tới rồi. Họ giảm quần áo dép. Đây. Cái áo đầm được 4 đồng 99 một cái. Cái này cũng quần đấy nha ha. Quần rồi. Rồi áo màu bông y chang nguyên bộ luôn đó nha. Đây, bên đây thì quần sọt jean. Đây, quần nào, áo màu nào. Có áo nha. Áo này thì áo thun 40% cái thứ hai, 5 đồng cái 40% cái thứ hai nha. Áo sắc nắp cái nhà, áo thun bò lỗ. Nó không giảm quần áo rồi nữa nha, nó không sọt rồi. Đây đồ body. Rồi này mặc đi biển nó đúng bài luôn. Quần này 9 đồng giảm còn 6 đồng cái. Này sọt đi cho kaki. Dép 29 đồng, 99 một đôi. Đây có size 29 đồng mấy, 37, 36, màu đen. Đây, màu trắng. Cũng phải trắng lắm mà da da người xíu nha. Cái này áo thun nam quá nha, sơ mi với XL 14 đồng 99 một cái. Gold lắp. Mày quần sọt 6 đồng 99. 9 đồng giảm 6 đồng 4 màu. Này dép cũng 29 đồng 99 một đôi. Đôi này đầm đi biển đó nha. Đầm
là maxi đi biển, có mang cái túi nữa, 16 đồng 99, còn này thì 14 đồng 99. Cái này 17 đồng, rồi body 22 màu. Cái nón đội cái đầu không có cái chóp ở trên đó nha, và để áo thun, này áo này đầm đi biển đó nha, có 3 màu. Này là họ giảm quần áo rồi hè đi biển rồi nha. Đây cũng mấy cái áo đầm body đó nha, cũng đồ mùa hè. Đây váy áo thun rồi nha, quần sọt. Bên đây thì nón rồi nọ đây. Bên đây thì quần sọc nam là giải cái nha. Bên kia thì quần tắm biển. Đây. Quần tắm biển đó nha. Áo thun kia. Đồ bơi rồi đây. Thì nón. Quần sọc rồi nọ đó nha. Mùa hè thì nhiều kiểu hơn nha, nó thun đẹp á, sơ mi nằm đây, sơ mi nịch độ nha. Đây con này quân cái nha, còn cái bên là cái váy mà đỏ là cái váy 11 đồng 99, đẹp, có 3 bông, ấy 3 màu. Đây cái váy nha, cái zip nha, cái này kìa. Đây, đây quần sọt, đây cái áo nha, áo cũng bông hoa, đi biển mà mùa hè mà. Cái này là có cái nơ, có cái nơ rồi cái váy, cái nơ nữa, nhiều sọt. Đầm được kiểu nha, này hàng áo thun, này đầm váy maxi luôn nè mọi người nha, đúng chất mùa hè đi biển luôn. Cái áo thun đây cái nhà cũng là cái sọt, đây là cái áo, mày mình phối với nhau nha, đây nó có màu đen mình phối với nhau, bộ màu đen à, có áo choàng ở ngoài nữa, 2 đồng 99. Đây, này có cái váy đen bên đây nè cả nhà. Đây, này mình phối với cái áo đen bên kia. Đây, mình váy maxi, áo thun rồi đó nha. Còn này đồ nam. Đây, này mình sọt nam có xong tia nữa. Cái áo. Đây, họ phối rồi cả nhà. Này quần sọt. Áo thun kia cả nhà. Hàng này là không có giảm nữa nha. Hàng này thì không có giảm. Này mấy cái quần sọt của nam cả nhà. Này kaki. Này hàng nam thì cũng có áo thun ở đây luôn cả nhà. Giống như của nữ thôi. Đây là áo sơ mi. Đây, sọt. Áo sọt nách này.
đây cũng vậy cả nhà, đồ của nít thì cũng tới mùa hè giảm rồi cả nhà. Thôi vừa được cũng dài rồi anh nhà, mình tạm biệt cả nhà nha. Bây giờ nhà xem xíu đồ mùa hè cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà, và cả nhà chấp nhận với tiếp theo cả nhà.